Thông thường khi mà nhắc đến những phiên bản đồng hồ da kim loại á, thì các bạn sẽ thường nghe đến một loại chất liệu rất là quen thuộc, đó là thép không chỉ 316L. Và hầu như là trong tất cả những cái video review về đồng hồ trước đó thì mình cũng có nhắc đến loại chất liệu này. Vậy thì có bao giờ các bạn thắc mắc là thép không chỉ 316L là gì và tại sao nó lại được ứng dụng trong việc chế tạo đồng hồ hay không? Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi giải đáp những thắc mắc này nhé. Trước khi trả lời được cho câu hỏi tại sao thép không chỉ lại được ứng dụng trong việc chế tạo đồng hồ thì chúng ta cần phải biết được rằng thép không chỉ 316L là gì. Đây là một loại thép austenite có chứa chrome nickel và 3% molybdenum. Điểm đặc biệt là hàm lượng carbon trong hợp kim này thì cực kỳ thấp. Điều này thì sẽ giúp cho thép không chỉ 316L giảm thiểu được các tác hại của các bay kết tủa nè. Do đó mà chúng ta thấy rằng thép không chỉ 316L có khả năng chống ăn mòn cực kỳ tốt. Chúng ta có thể tóm tắt một chút về lịch sử ra đời của loại chất liệu này. Đầu tiên là nó được phát minh bởi một chuyên gia khoa học ngành thép là ông Harry Preller. Ông đã tạo ra một loại thép mà nó có khả năng chịu được độ mài mòn rất là cao, nhờ vào việc là giảm hàm lượng carbon xuống thấp và cho thêm chrome vào trong thành phần của thép. Tuy nhiên, để có thể sử dụng chất liệu thép không chỉ 316L này vào trong chế tác đồng hồ thì hãng thép Krupp của Đức đã phải tiếp tục cải tiến loại thép này bằng việc cho thêm nguyên tố nickel vào trong thép để tăng thêm khả năng chịu ăn mòn axit và làm cho nó mềm hơn, giúp việc gia công đồng hồ trở nên dễ dàng hơn. Qua những phân tích trên thì chúng ta cũng thấy được rằng là thép không chỉ 316L là một sự lựa chọn quá là hoàn hảo cho việc chế tác đồng hồ, đúng không? Thứ nhất không thể bỏ qua đó là cái khả năng chống ăn mòn cực kỳ tốt mà nó có được nhờ vào sự dụng tâm của các nhà sáng chế, và nó cũng được đánh giá là ưu điểm nổi trội nhất của loại thép không chỉ 316L này. Bên cạnh đó thì hợp kim này còn có khả năng tự sửa chữa khi bị trầy xước nhẹ nhờ vào lớp màng bảo vệ mỏng là oxit chrome ở trên bề mặt, và nó được hình thành khi mà tiếp xúc với oxy ở trong không khí nhé các bạn. Xét về độ bền và độ dẻo dai thì chúng ta có thể đánh giá rất là cao ở loại chất liệu này. Đây là loại vật liệu bền vững theo thời gian nhờ vào cấu tạo của chrome và nickel. Điều này khiến cho việc gia công và chế tác của đồng hồ trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Và đồng thời, lớp vỏ bảo vệ của các linh kiện bên trong của đồng hồ cũng trở nên đáng tin tưởng hơn với khả năng chịu lực và chống va chạm trầy xước rất là tốt. Bên cạnh đó, nó còn có thể tái chế 100% và hoàn toàn tái sử dụng ở mức độ cao. Ngày nay khi xã hội ngày càng có ý thức về vấn đề môi trường thì việc lựa chọn chất liệu thân thiện như là thép không chỉ sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng. Về khả năng chịu nhiệt thì thép không chỉ 316L có khả năng chịu nhiệt rất là cao, lên đến 1700 độ F, tương đương gần với 927 độ C. Đồng thời, hợp kim này dẫn nhiệt khá là kém cho nên nó mang lại khả năng làm mát, giúp giảm sự tích tụ nhiệt của các linh kiện bên trong đồng hồ và tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu khi lên tay của người dùng. Không chỉ ứng dụng trong chế tác đồng hồ mà hợp kim 316L còn được tìm thấy ở trong ngành y tế do chúng khá là dễ khử trùng và làm sạch. Bởi thép không chỉ 316L có bề mặt nhẵn nên vi khuẩn khó thâm nhập qua lớp vỏ. Tuy nhiên, không đồng nghĩa là nó có thể khử được hoàn toàn vi khuẩn, nhưng mà phần nào đó thì nó cũng có thể giúp giữ vệ sinh cho đồng hồ của bạn tốt hơn. Cuối cùng là tính thẩm mỹ cực kỳ cao nhờ vào khả năng dễ làm sạch nè, khử trùng, cấu tạo từ những hợp kim nổi bật khiến cho những chiếc đồng hồ được chế tạo từ thép không chỉ 316L trở nên vô cùng sáng bóng, sang trọng, hiện đại và mang tính thẩm mỹ rất là cao. Đây cũng chính là một trong những ưu điểm nổi bật khiến cho nó trở thành lựa chọn ưu tiên để sử dụng trong chế tác đồng hồ. Và đó chính là những lý do khiến cho thép không chỉ trở thành một sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong việc chế tác đồng hồ mà không phải là bất kỳ một loại chất liệu nào khác. Và tuy nhiên, khi mà chúng ta sử dụng những loại đồng hồ kim loại như vậy á thì mình cũng cần có một số lưu ý, như là việc vệ sinh thường xuyên cho đồng hồ của mình nè, tránh để cho bụi bẩn nó bám vào những cái kẽ mắt của đồng hồ. Và nếu mà bạn có thể vệ sinh một tuần một lần á thì quá là tốt rồi. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nên đi đánh bóng quá là nhiều lần, bởi vì đồng hồ kim loại thép không chỉ này á thì cái lớp vỏ của nó được cấu tạo bởi hợp kim nickel, cho nên là khi mà mình đánh bóng nhiều lần như vậy á thì cái lớp nickel này nó sẽ bay mất và nó làm cho đồng hồ của mình dễ bị ăn mòn hơn. Và đó chính là một số cái lưu ý mà chúng ta cần phải để ý cân nhắc khi mà sử dụng đồng hồ kim loại nhé. Mình không biết là đồng hồ hiện tại mà các bạn đang đeo là dây da hay là dây kim loại, và các bạn có cảm nhận như thế nào về từng loại chất liệu này thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Hy vọng là video ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm thú vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.